Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Anh xin trân trọng chào quý vị. Hôm nay là chương trình sáng thứ 3 giờ California. Thưa quý vị, ngày hôm qua, chúng tôi nhận tin không vui là nhà báo Việt Linh đã bị thương đi cùng với vợ đang lái xe đi đường phố hôm bộ thành phố của nước Đức. Anh ta tới cái chỗ mà đèn đỏ thì đã dừng lại. Chiếc xe ở sau nó vẫn lao tới, nó đâm vào anh ta, cái đuôi xe mốt toàn bộ. Bà xã của vì sau bị chấn thương lưng khá nặng, và anh ta thì đỡ hơn chút xíu. Hai vợ chồng được hai xe cấp cứu đưa vào bệnh viện của Đức chữa trị, sau đó đêm qua trở về. Đêm qua theo giờ của Đức chứ bây giờ của California, thì anh ta email cho tôi. Thì lúc đó tôi đang làm việc vào buổi trưa, tôi lên làn sóng ngay và gọi đến viện bản tin không được vui này. Anh và Việt Linh có hứa là anh sẽ trở lại trong một vài ngày. Cái hứa đó tôi không nhất thiết phải anh trở lại làm việc ngay. Có anh tôi rất vui, nhưng mà cái chính đó, cái hứa đó làm tôi mừng. Bởi sao tôi mừng? Tôi nghĩ Việt Linh như vậy bị thương cũng tương đối nhẹ, không có nặng. Bà xã thì tôi lo hơn, bà xã bị thương nặng hơn. Tuy nhiên anh cũng cho rằng bà xã và anh ta đang được hãy trở lại và ngày mai được khám. Tôi tin chắc rằng kỹ thuật của y khoa cũng của Đức rất là mạnh, và bạn tôi Việt Linh sẽ bình an và sẽ gặp lại quý vị trong vài ngày tới. Cảm ơn quý vị đã thăm hỏi rất là nhiều, quý vị thăm hỏi rất là nhiều, và cũng nhân đây chúng tôi thưa quý vị là sự vắng mặt của Hương Giang trong mấy ngày vừa qua không có chuyện gì cả. Hương Giang đi vacation trong một vài ngày và sẽ trở về làm việc lại vào ngày thứ tư. Và như vậy tối thứ tư chương trình Hương Giang đã trở lại cho trong chương trình tối thứ hai, quý vị thấy tôi và con Bùi thay thế thay vì cô Hương Giang. Như vậy cái số người chúng ta có hơi ổn mất ổn định một chút xíu, mong quý vị có sự thông cảm. Và nếu quý vị có một tôn giáo nào đi nhà chùa nhà thờ thì cầu nguyện cho bạn tôi anh Việt Linh và vợ được bình an mạnh khỏe và sớm phục vụ trở lại tất cả quý đồng hương. Xin cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì chuyện của nước Mỹ thì chuyện câu chuyện Marquez là chuyện rất là lớn. Ông Marquez là một cái dân biểu Cộng hòa của Hạ viện. Ông bị cái vụ án xâm phạm tình dục của trẻ em dưới tuổi vị thành niên, và tuy chưa bị truy tố, tuy nhiên Ủy ban Đạo đức của Hạ viện đã có điều tra của những luật sư của những cô gái bị xâm phạm tiết hạnh. Và một cô thì xâm phạm tiết hạnh ở tuổi 17, cô tuổi còn đang đi học, sinh trung học. Và một cô thì chứng kiến cái cảnh đó. Và tin hôm qua ta biết đây là vụ và ông ta trả tiền để được tình dục. Thì không biết là cái luật lệ của Mỹ sẽ như thế nào, chúng ta không rành về luật lắm. Và ông Marquez cũng là một đề tài rất lớn như vậy, bởi vì ông đang được đề cử bởi ông Joe Biden cho cái chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thường Bộ trưởng Bộ Tư pháp là người liêm chính, có kiến thức, có luật pháp, có luật sư, là luật sư. Ông Mike không có tiêu chuẩn đó, có học luật nhưng không phải là luật sư, và là người xâm phạm tiết dục của cô gái vị thành niên, phạm luật. Một người phạm luật thì làm sao trở thành một người là bộ trưởng bộ tư pháp? Thì cho nên gặp làn sóng chống đối rất là mãnh liệt của các ông thượng viện. Dù ông Trump có cố gắng đề đạt, dù ông Trump cố gắng năn nỉ, mấy ngày hôm nay thì ông Trump gọi điện thoại liên tiếp ở các vị thượng nghị sĩ để vận động để cho ông Mike được trở thành bộ trưởng bộ tư pháp. Nhưng mà chỉ cần mất 4 phiếu thì thượng viện là coi là ông Mike đã thua rồi. 3 phiếu thì tới giới hạn cuối cùng là 3 phiếu. Thượng viện Cộng hòa mất 3 phiếu để ông ta còn có thể giữ được được chức mà bộ trưởng bộ tư pháp. Nhưng mà nếu mất 4 phiếu trở lên thì ông thua. Thì ngày hôm kia là ông theo dự đoán là ông ta có 30 thượng nghị sĩ, 30 thượng nghị sĩ đều có thể không bỏ phiếu cho bác hết. Cho tới ngày hôm nay, số phiếu chính thức mà người ta lên tiếng chính thức đó, sẽ không bỏ cho mấy cái lên tới 8-9 người.
và như vậy còn một số khác chưa lên tiếng hoặc là không lên tiếng và họ sẽ lên tiếng và sẽ nói sau. Cho đến hôm nay thì người đầu tiên đã nói đến là bà Lisa Murkowski, bà ta là người Cộng hòa ở tiểu bang Alaska thì chống mặt gây. Người thứ hai là một nữ thượng nghị sĩ là Susan Collins, bà ta là của đảng Cộng hòa tiểu bang Maine. Như vậy bà Murkowski và bà hai Susan Collins là hai người nữ thượng nghị sĩ chống ông Mike Gates được đề cử. Chúng ta thấy là mấy mấy bà tướng vẫn khó khăn hơn mấy ông. Người thứ ba là thượng nghị sĩ John Curtis, đảng Cộng hòa tiểu bang Utah, cũng chống Mike Gates, chống đề cử Mike Gates. Người thứ tư là thượng nghị sĩ Bill Cassidy của đảng Cộng hòa tiểu bang Louisiana, cũng chống Mike Gates. Người thứ năm là thượng nghị sĩ Joni Ernst của Cộng hòa tiểu bang Iowa, cũng chống Mike Gates. Người thứ sáu là thượng nghị sĩ John Tillis, đảng Hòa tiểu bang North Carolina. Người thứ 8, thượng nghị sĩ John Cornyn, đảng Hòa tiểu bang Texas. Và người thứ 9 là thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Cộng Hòa của tiểu bang Kentucky. Ông Mitch McConnell là ông là gì? Là cựu phụ trách cái thượng viện đảng Cộng Hòa, mới vừa từ chức giao chức này cho người đồng nghiệp của ông ta. Thì cho thấy rằng cái làn sóng như vậy thì coi như cái đề cử đầu tiên của Donald Trump sẽ bị thất bại. Và ngoài ông ta ra, ngoài ông Mark Marquez ra, còn có nhiều gương mặt khác cũng bị chống đối rất nặng nề. Mà theo cái tờ báo New York Times, tờ báo lớn nhất của nước Mỹ, thì họ đưa ra những cái nhân vật mà bị chống đối nặng nề, còn có nhiều nhân vật khác lắm. Ngoài Marquez thì có những ai? Ngoài máy xét thì có Ngoài máy xét thì có ông Peter Hegseth, được đề cử là bộ trưởng bộ quốc phòng. Ông đang bị chống nặng nề bởi việc tấn công tình dục trong thời gian vừa qua, thì chúng ta đã nói tới. Một người nữa là dân biểu Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard là một người trước đây của đảng Dân Chủ sang nhảy sang đảng Cộng Hòa. Và người người Nga thì rất là thích cái bà dân biểu Tulsi Gabbard này, và theo cái nghĩa thích theo cái nghĩa mà ngược lại đó, tại bà nó mỉa mai đó, tại bà này chẳng có kiến thức nào về tình báo cả, nên bà được chọn trân trọng làm giám đốc an ninh quốc gia và giám đốc hệ thống tình báo của Mỹ, mà bà không có một kiến thức tình báo, chồng chẳng có kiến thức an ninh quốc gia, bà hoàn toàn giống như người phụ nữ bình thường nhảy vào làm chức bộ trưởng bộ, người phụ trách chủ tịch của an ninh quốc gia, chủ tịch tình báo. Thì cái người bà bao nhiêu ta biết cái câu chọc ngắn gọn rằng người Nga rất cảm ơn Trump, thích ông Trump đã chọn nhân vật bà Tulsi Gabbard này. Thì từ đây đến lúc nhậm chức nơi còn 62 ngày, không biết ông Trump sẽ có những chọn người như thế nào, nhưng mà xem ra cũng còn nhiều gay cấn lắm, trong đơn giản thưa quý vị. Và ông Trump liên tục gây sức ép cho nhà thượng nghị sĩ của Thượng viện đã confirm, đã xác nhận cái sự đề cử của ông Matt Gaetz và thông qua, nhưng mà có lẽ không qua nổi. Tổng thống tân cử có thể có một chiến lược nào đó, một lý do chiến lược nào đó mới đề cử một nhân vật bị cháy, cái inflammatory là nhân vật bị cháy, ứng cử viên bị cháy, là biết cháy, biết bị chữa chứ vẫn đề cử, làm đỡ làm sao. Có thể ông không nhắm vào nhân vật Matt Gaetz ưu tiên đâu, ông biết sẽ chống nhân vật này kịch liệt, chống nhân vật này kịch liệt, quốc hội thì phản bác chống kịch liệt, rồi sau đó buộc người ta phải chọn người khác. Ông chọn người khác cũng nằm trong cái tình trạng có khi hơn mấy cái chút, có khi tệ mấy cái chút, và tâm lý ta vừa chống mấy cái không không muốn chống được nữa, họ tạm thời chấp nhận cái trường hợp thứ hai. Như vậy đối tượng, cái đối tượng mà ông Trump muốn đẩy lên
là bộ trưởng bộ quốc phòng, chưa chắc là mấy, mà là nhân vật thứ hai. Cái nhân vật thứ hai chưa xuất hiện, nhưng ta nghĩ sau khi mà máy ghép bị tống xuất bởi thượng viện không phê chuẩn thì ông Trump phải đi tìm một ứng cử viên khác, mà thượng viện vừa làm khó ông Trump trong nhân vật máy ghép thì họ sẽ dễ dàng hơn Trump trong nhân vật thứ hai, và chưa chắc nhân vật thứ hai tốt hơn. Một số người cho rằng tại sao ông Trump lại đưa ra những nhân vật như máy ghép và gấp ba và máy ghép, những nhân vật tình báo, nhân vật mà bộ tư pháp mà không biết gì tư pháp, tình báo mà không biết gì tình báo cả, đưa lên làm bộ trưởng. Vậy trong mục đích của ông Trump đó, làm cho các cái vị chức lớn của Mỹ là đổ bước đi đó. Ông sẽ mạt sát, hạ nhục một số bộ trước đây ông muốn giải tán, ông không giải tán được, chưa giải tán được thì tạm thời ta đặt cái những cái giới hạn đó ở cái mức độ rất là thấp, giá trị mức độ rất là thấp, thì ai cũng nói bộ trưởng bưu pháp thằng đó, con đó là bộ trưởng bưu pháp cái mẹ cái gì, bộ đó là cái mẹ gì đó, cho đó là một cách ông Trump đã tiêu diệt bộ tư pháp, tiêu diệt cái vai trò an ninh quốc gia. Và trong nhiều lần ông ta gặp Putin ở tại châu Âu, ông ta chê trách cái FBI của Mỹ, chê trách bộ tư pháp Mỹ, thì bây giờ ông Trump đã mạt sát những cái bộ này bằng cách đưa những người không ra gì, người thiếu đạo đức, thiếu năng lực làm những bộ trưởng, bộ tư pháp, bộ trưởng, bộ chủ tịch hội đồng tình báo, vân 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 vân. Đó là có thể cái báo chí Mỹ suy luận như vậy, nhưng mà không biết đúng hay không, đã là suy luận thì còn mang chất chủ quan, không chắc gì đúng. Ông thượng sĩ Kevin Cramer, bộ là của Cộng hòa tại tiểu bang North Dakota, ông ta nói với cái cơ quan truyền thông Axios rằng ông ta ở trong nằm trong cái số những người mà ta nhận cú điện thoại từ Trump gọi để vận động cho máy ghế, và ông ta phải khen, tuy ông ta không nhận lời ngay lập tức nhưng mà ông ta khen ông Trump ăn nói rất khéo léo, thuyết phục. Ông ta cũng khen điều đó. Và ông Trump ca ngợi ông Medvedev, ông ta là ông tin ông Medvedev là một người đã one person who will have the fearlessness, cái người mà có tâm lòng không sợ hãi ai hết, không sợ hãi chuyện gì, mà trong đạo Phật thôi là fearlessness là vô bố úy, được không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ gì điều gì cả, fearlessness thì không hề biết sợ. Ông Trump khen ông mát ghê như vậy. Và ông ta có thể làm những việc mà Bộ Tư pháp cần phải thực hiện. Đó là theo lời tường trình lại của ông Cramer sau khi nhận cú điện thoại của ông Donald Trump. Và ông ta còn khen Trump một lần nữa, ông ta rất là pretty persuasive, là ông ta khá thuyết phục, ăn nói lưu loát và thuyết phục mạch lạc, lôi cuốn. Và theo cái tường trình của Axios là ông Trump cũng còn gọi điện thoại với một số người thượng nghị sĩ khác để vận động như máy gây, nhưng mà động tác thực của tác giả khó biết được, nhưng tôi quý vị đằng sau hậu trường, tờ New York Times còn cho biết rằng Trump có một cái thừa nhận một cách riêng tư rằng ông ta biết rằng cái trong cái việc mà báo cáo điều tra của Ủy ban Đạo đức của Hạ viện về cái lý do về xâm phạm tình dục và những cuốn sách này nọ, cho nên là chúng ta từ chức về chức dân biểu của tiểu bang Florida đang đứng trước. Ông Trump thừa nhận là Mike đang đứng trước một cái uphill battle, đang một đoạn đường càng ngày càng khó khăn hơn, giống đi ta leo núi nữa, càng ngày khó khăn hơn, để có thể xác nhận ông ta là bộ trưởng của Bộ Tư pháp. Thì nó rất là khó khăn cho ông Mike, và những nhân vật của ông Mike hiện nay cũng với nhân vật của ông Donald Trump hiện nay cũng còn rất là nhiều khó khăn chúng ta chờ đợi trong hôm nay chuyện này như thế nào. Công tiết lộ mới vào ngày hôm nay là ngày 19 tháng 11, một tiết lộ mới của đài truyền hình CNN làm chúng ta có suy nghĩ. Trong mấy tuần lễ vừa qua thì ông Trump gây cái tưng bừng là ông ta chiến thắng vinh dự rạng rỡ
thắng trọn vẹn trong các tiểu bang chiến địa, thắng lớn. Nhưng mà thực tế tới ngày hôm nay thì lúc ông Trump tuyên bố như vậy là tiểu bang California chưa công bố kết quả. California có công bố là ông Trump thắng, nhưng mà chưa công bố cái kết quả đếm phiếu thực tế đầy đủ tại tiểu bang California. Thì ngày hôm nay một số tiểu bang chưa có đếm phiếu đầy đủ thì ông công bố số phiếu chính thức, và qua sự công bố chính thức này thì ông Trump thắng và Kamala Harris có tỷ số rất là thấp, là khoảng 1.5 triệu phiếu. Chỉ 1.5 triệu phiếu là con số được gọi là thấp nhất trong thấp vào hạng nhất thường cũng rất là thấp trong lịch sử, là chiếm hạng thứ 44, khoảng cách thấp đó, hạng thứ 44 trong tổng số 51 kỳ bầu cử. Hạng ông Trump thắng và Kamala Harris thì hạng thứ 44, cái đó, cái khoảng cách chiến thắng đó, nó thấp đến hạng thứ 44 trong lịch sử. Trong lịch sử có 51 cuộc bầu cử thì ở mức hạng 44 thì có thể nói đó là hạng áp chót chứ phải chưa là chót. Nhưng mà áp chót thì không có gì mà thì chúng ta sẽ đọc quý vị nghe cái bài viết của trên tờ CNN. Ông Einstein, ông Harry Einstein của tờ CNN tiếp tục phân tích, bình luận, mổ xẻ cái chiến thắng quyết định của ông Trump ở đầu tháng vừa qua, đầu đầu tháng này. Vào ngày thứ hai này ông ta đã làm, thứ hai ngày hôm qua ông ta làm điều đó. Như ông ta phân tích cái gì? Ông phân tích cái khoảng cách phiếu popular vote là phiếu phổ thông. Đương nhiên là phiếu cử tri đoàn định Trump thắng rồi. Nhưng mà phiếu phổ thông nó cho thấy rằng người dân Mỹ ủng hộ Trump nhiều bao nhiêu, ủng hộ bà Kamala nhiều bao nhiêu. Cái đó mới là thực thực quan tâm hơn. Cái chức vụ thì ai làm chức vụ cũng được, nhưng cái gọi là người dân Mỹ nó tin vào ai hơn thì qua cái là phiếu popular vote, phiếu thông. Thí dụ như bà Hillary Clinton hơn Trump tới 3 triệu phiếu, mà bà Hillary Clinton đó, thì thất bại, bà ông Trump làm tổng thống. Cho nên chuyện ông Trump làm tổng thống là chuyện, cũng là một chuyện, nhưng chuyện dân Mỹ tin bà cả Hillary Clinton hơn là tin bà ông Trump, đó là một cái trường hợp khác. Thì trong trường hợp này ta muốn coi cái popular vote thì ông Trump thắng bà Kamala bao nhiêu, thì cho rằng là ông Trump vẫn bám vào được cái chiếc ghế tổng thống tại Tòa Bạch Ốc. So với bà Kamala Harris bằng một con số tương đối khá thấp. Ông thắng phiếu phổ thông, nhưng mà theo ký giả Anton của đài truyền CNN thì nhấn mạnh rằng hôm thứ hai và hôm qua rằng ông Trump thắng với tỷ số rất thấp, thấp nhất kể từ năm 2020 cho đến giờ này. Tỷ số ông thắng thấp nhất kể từ năm 2020 cho đến giờ này. 4 năm bầu cử lần, năm 2024 thì là qua 6 kỳ bầu cử, tỷ lệ thắng ông Trump thấp nhất trong tỷ lệ 6 kỳ, trong 6 kỳ bầu cử vừa qua, và tỷ lệ thấp thứ hạng 44 trong 50 toàn bộ 51 cuộc bầu cử vừa qua. Thì có thể ông Einstein, ông Einstein ông đưa như vậy cho thấy là nó rất là cụ thể, rất là cụ thể. Và thậm chí ông thấp, ông thắng dưới barely under 50%, but he is under 50%, thắng sát nút là dưới dưới tỷ lệ 50%, rất là thấp, thắng ở dưới 50%, nhưng mà cũng là dưới 50%. Barely under 50%, but he is under 50%. Thắng dưới 60%, 50%, nhưng mà là dưới 50%. Thì đó là tình trạng thấp của thắng của Trump như vậy. Và ông ta muốn so sánh số trường hợp như thế này nè. So sánh với cái phiếu phổ thông, so sánh việc chiến thắng phiếu cử tri phổ thông trong khoảng 200 năm vừa qua, thì cái phiếu phổ thông của ông Trump á, chiến thắng phiếu ông Trump đứng vào hạng thứ 44 trong tổng số 51 kỳ bầu cử vừa qua. Như vậy ông đứng hàng 44, thắng cử tri phổ thông thì ông đứng hàng 44 trong 51 kỳ, có nghĩa là ông đứng hàng gần dưới đáy áp chót, chưa chưa phải là chót. Ông trên được 6 người khác, trên được 6 người khác. Thì đó là một chiến thắng rất không có gì vẻ vang, nhưng trong ca ngợi ồn ào náo nhiệt tưng bừng, thắng như trẻ trẻ hết.
thì nhà báo ông nói là nhà báo CNN, intern của CNN cũng nói rằng đó không phải là chiến thắng thuyết phục, đó không phải là chiến thắng mạnh mẽ. Và một số người có thể cãi lý rằng yếu, yếu và yếu. Đó là theo cách nói của Thủ tướng Anh Tony Blair về thắng không thuyết phục. Yếu, yếu và yếu. Thắng nhưng mà đó là yếu. Yếu, yếu và yếu. Nói theo cách nói của ông Tony Blair là cựu thủ tướng Anh. Và ông ký giả Anton của CNN cũng trả lời cho ký giả John Berman của đài CNN như sau. Thật ra cái bầu cử, việc thắng phiếu phổ thông của ông Trump trong cuộc bầu cử lần này là yếu nhất, người ta nói như vậy. Đi ngược dòng lại về quá khứ, bạn phải go all the way back và phải đi ngược lại hết quá khứ cho tới năm 2020 thì đã thấy rằng đó là cái chiến thắng tệ hại nhất. Rồi gì nữa? Ông Berman, ký giả Berman CNN cho biết rằng cựu tổng thống George W. Bush cũng có cái chiến thắng tương tự như vậy năm 2004. Nhưng mà cựu tổng thống Barack Obama cũng có cái chiến thắng như vậy năm 2018, 2012. Và tổng thống Joe Biden, chiến thắng tổng thống Joe Biden năm 2020 đã có những cái tỷ lệ số phiếu cử tri của ông lớn hơn nhiều so với ông Trump thắng với Kamala Harris. Như vậy so với các vị tổng thống gần đây từ George W. Bush của Đảng Cộng Hòa tới ông Obama của Đảng Dân Chủ tới ông Biden của Đảng Dân Chủ thì mọi người đều thắng với tỷ số áp đảo hơn về mặt cử tri phổ thông so với ông Trump. Thì có gì mà bùng nổ, cái gì mà tự hào, cái gì mà cho chiến thắng vẻ vang, cái gì đó là chiến thắng rất là bé liền trong cái tỷ số nước Mỹ khoảng chừng gần 180 phiếu cử tri, 100 Pháp 80 triệu phiếu cử tri và thắng có trên 1 triệu rồi. Thì tỷ lệ có 1,5% mà thì không có gì là bé, không có gì mà vang danh ầm ĩ thì vinh danh cả. Có chuyện chuyện chiến thắng đà chiến thắng nhưng không có bùng nổ vinh danh rạng rỡ tự hào như một số người ca ngợi. Và trong những một số các tiểu bang mà ông Trump chiến thắng thì hiện nay còn có 4 cái ghế thượng nghị sĩ chưa xác định được, trong đó có một số cái dân chủ đang thắng và có một số thì đang tranh chấp chưa biết ai thắng thua, cho nên cái chiến thắng của ông Trump đẩy xuống mức dưới không có gì thượng viện. Mà tại thượng viện, tại hạ viện Trump, chúng ta thấy hiện nay tại hạ viện cần 218 phiếu để chiếm đa số thì đảng Cộng hòa chiếm đa số là 221 phiếu, hơn gấp 3 phiếu rồi. Trong tổng số 438 435 phiếu phiếu 435 ghế hạ viện thì cộng hòa hơn dân chủ 3 phiếu, chỉ cần 3 người một đêm nào đó họ bất bình, họ bỏ ra qua phía dân chủ, là bỏ phiếu theo phía dân chủ không ủng hộ bên cộng hòa là cộng hòa rớt. Ví dụ như ông Trump làm tổng thống, ông Mike Gates là một đề cử ông đảng Cộng Hòa, ông Trump là đảng Cộng Hòa, ông Trump đề nghị Mike Gates lên mà cử tri Cộng Hòa hầu hết sẽ không ủng hộ Mike Gates. Mike Gates cũng thua, đâu phải anh đa số trong một bộ viện anh thắng đâu. Và trong trường hợp này đa số rất mong manh, tại hạ viện thì Cộng Hòa dân dân hơn dân chủ chỉ 3 phiếu thôi, trong 3 phiếu mong manh nữa bằng bàn tay, không hết bàn tay, hơn nửa bàn tay thì chỉ cần hai ngón nó gục xuống đó, thì là còn lẻ loi một người hơn, ba ngón gục xuống cái là coi như bằng hoặc là thua. Như vậy cái hơn nó cực kỳ thấp, thưa quý vị, hơn cực kỳ thấp, cho chiến thắng nó không có gì để vẻ vang cả, về vẻ vang cả.
Trong Thượng viện thì Cộng hòa hơn Dân chủ hiện nay là 3 phiếu. Mà nếu được máy chế đó, mà chỉ 3 phiếu của Thượng viện mà và không đồng ý máy chế đó, ông máy chế bằng người thắng. Nhưng nếu phiếu thứ tư mà không đồng ý cho máy chế là Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì máy chế thua. Như vậy chấp nhận tối đa của tình hiện nay Cộng hòa có thể 3 phiếu, khác biệt khoảng 3 phiếu thì còn ngang cơ nhau, ta bị 4 phiếu là Cộng hòa luôn. Và hiện nay là tới 9 người nãy nó đọc tới 9 cái vị mà thượng nghị sĩ kiên quyết tuyên bố rõ ràng tôi không thể bầu nhiệm mấy cái, thì làm sao mấy cái thắng được, kiên thua được, chắc thua là chắc chắn không có gì, không gì khác, không gì thay đổi được. Cho nên như người ta nói cái vấn đề ẩn ý của Trump nào, còn ông mấy cái có phải là một mục tiêu hay là con cờ? Mục tiêu là ông Trump tìm cách mọi cách để đẩy mấy cái đi lên, sẽ thuyết phục, sẽ năn nỉ, sẽ đổi chác một số thượng nghị sĩ Cộng hòa để quyền lợi này đổi quyền lợi kia để đi đường mấy cái đi lên. Ông Trump là con buôn mà, ông nếu ông thích mua hàng mấy cái thì ông sẽ tìm cách ông buôn, ông đổi chác, không có lợi. Nhưng nếu ông thích mấy cái thì người ta nói là có thể ông Trump biết là mấy cái chế, nhưng tại sao đưa mấy cái ra? Tôi bị tưởng Bộ Tư pháp là ngon, là bộ trong quá khứ 2 lần Bộ Tư pháp đưa ông Trump ra tòa, cái hận nó của ông Trump rất là kinh khủng. Cho một ông chơi sát ván Bộ Tư pháp này, mày tưởng mày là bộ ngon, thằng hiếp dâm như là mấy cái cũng làm bộ trưởng được, bộ thằng không ra gì nhưng mấy cái cũng làm bộ trưởng được, ai là bộ trưởng tư pháp không được. Ông hạ nhục Bộ Tư pháp, ông hạ nhục FBI, con nhỏ không có gấp ba, con nhỏ không có kiến thức gì, không có kinh nghiệm tình báo, không có kiến thức tình báo, không có gì cả, ta đưa làm bộ chủ tịch giám giờ chủ tịch tình báo quốc gia. Cho nên ông Trump thực chất ông ghét Bộ Tư pháp, ông ghét FBI, chứ ông chơi FBI tối đa, chơi Bộ Tư pháp tối đa, chơi Hội đồng An ninh Quốc gia tối đa, ông chơi người không ra gì thì vào chỗ đó để mà tôi bị tuân phục những người không ra gì cả. Để mình, chúng ta chưa biết ý đồ tập của ông Trump nằm ở đâu, chúng ta chờ xem. Thì đó là cái chuyện mà báo chí nó ồ mèo mấy ngày hôm nay. Thì cho đến nay thì bộ đây đây Hạ viện đó, thì Dân chủ chiếm 214 ghế, thiếu 4 ghế, thiếu 4 ghế, mà trong khi đó thì Cộng hòa chiếm được 231 phiếu, là chiếm 21 21 mà chia 218, hơn 3 ghế. Dân chủ thiếu thiếu 4 ghế. Nhưng như vậy là họ đang thắng thua sát nút. Thì đó là tin tức cho thấy rằng cái thời tranh chấp tại thượng viện hạ viện sắp tới nó kinh hồn, bởi vì tuy là Cộng hòa đang dẫn trước mà rất mong manh tại thượng viện, ông ta tại hạ viện chỉ cần một vài người buông bên này bỏ bên kia là coi như là cái cán cân trên lệch liền. Chưa kể đó, trong 2 năm tới mà bầu lại đó, thì có lẽ người cử tri Hoa Kỳ năm sẽ bầu cho Dân chủ để họ chấm dứt tình trạng độc quyền Cộng hòa. Và thường thường người Mỹ đó họ không thích cái độc quyền, họ muốn phân quyền, không muốn chia quyền. Thì tin tức mấy ngày này rối loạn luôn, kể từ một tin đang gây rối loạn nhất là tin của bà dân biểu, biểu của Cộng hòa, bà Marjorie Taylor Greene, và đề nghị đó cái bỏ, không nên để ở lẫn lộn giữa người ủng hộ bên đỏ với xanh, phân định một lần ranh khi thằng lần ranh xanh lên đăng đỏ lên Cộng hòa Dân chủ để nó dễ sống hơn trong nước Mỹ. Chúng ta chờ xem nước Mỹ rất rối loạn, và tin mà chúng tôi sẽ cần để xem trở phát triển như thế nào nữa là cái chuyện đối đầu giữa ông thống đốc California, ông cái Gavin Newsom và ông tổng thống Donald Trump trong việc tống xuất người di dân, giam bắt người di dân như thế nào. Đây là những tin lớn không ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nguồn tin lớn này để gửi đến quý vị trong những chương trình về sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chúng ta. Và xin thay mặt anh Việt Linh cảm ơn sự